Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Crypto AI The Rock. Mình là Tuấn Cơm và sẽ đồng hành và hướng dẫn anh em tham gia những dự án kiếm tiền miễn phí trên thị trường cryptocurrency. Trong video hôm nay chỉ có hai lưu ý mà anh em cần phải quan tâm. Đó là một lưu ý thứ nhất mà anh em cần phải quan tâm đó là gì? Đó là những anh em nào mà để tham gia vào sự kiện AI The Rock đến từ dự án HCMT thì hôm nay dự án này yêu cầu anh em phải chip ví của mình để xem anh em có thể cá tên trong danh sách winner đến từ dự án hay không. Về link chip ví này mình sẽ để giúp không một tệ để anh em có thể dễ dàng chip và kiểm tra ví của mình. Rồi. Về nội dung của chip ví này mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Đây anh em tiến hành click vào link mình để dưới phần mô tả video. Sau anh em tiến hành dán địa chỉ ví của anh em vào đây. Địa chỉ ví mà anh em để tham gia vào sự kiện AirDrop mà mình đã từng chia sẻ trước đó. Rồi anh em tiến hành copy địa chỉ ví rồi anh em dán vào, sau đó anh em tiến hành submit. Rồi sau khi submit xong anh em sẽ thấy được là mình có tên trong danh sách winner quay những tài khoản trang mạng xã hội mà anh em để liên kết với dự án thì nó sẽ hiển thị trên đây cho anh em biết. Và nếu anh em nào mà để tham gia vào sự kiện AirDrop đến từ dự án nhưng lại không có tên trong danh sách winner thì anh em phải làm sao ạ? Anh em tiến hành kết về lần thứ hai mình sẽ để dưới phần mô tả video. Rồi đã sẽ có một cái link form để anh em tiến hành điền form cho những anh em nào mà để tham gia về không có may mắn winner trong dự án này thì dự án nó sẽ cập nhật lại thông tin cho anh em trên dự án của nó để anh em có thể cho tên trong danh sách winner. Về nội dung của form này rất là đơn giản, chỉ có bốn mục mà anh em cần phải quan tâm. Đó là một địa chỉ ví của anh em, thứ hai là địa chỉ email, thứ ba là địa chỉ Telegram, rồi thứ cuối cùng là ID Twitter của anh em. Rồi nội dung thứ hai mình muốn nói cho anh em biết là trong video hôm nay đã lên một dự án đến từ sàn Tidex, một sàn giao dịch tập trung. Và theo như mình tìm hiểu được là khối lượng giao dịch trên sàn Tidex này trên Community Cap lên tới là 20 triệu đô la mỗi ngày, tương ứng với giá trị của nó là khoảng 511 Bitcoin. Một sàn giao dịch này để có khối lượng như thế này thì anh em có thể thấy độ uy tín của dự án này không chắc chắn nó sẽ không scam. Và cũng có rất nhiều bài báo nói về sàn Tidex trên Google, anh em có thể tự mình research để mình tìm hiểu kỹ hơn về độ uy tín của sàn để mình trước khi tham gia vào sự kiện AirDrop đến từ nó. Rồi mình sẽ tìm kiếm một bài báo trên mạng để mình đọc để tìm hiểu kỹ hơn về sàn này. Rồi sàn Tidex là một sàn giao dịch được thành lập vào năm 2017, một cột mốc tương ứng với sàn Binance. Về lúc đó thì nó chỉ có khối lượng lên đến là 2 triệu đô la mỗi ngày, nhưng đến hôm nay thì khối lượng giao dịch đã đạt ít 10 lần, anh em có thể thấy ạ. Rồi trụ sở chính của sàn này được đặt tại London. Về hiện tại số tiền điện tử được niêm yết trên sàn hơn 70 đồng coin. Về nhưng hiện nay thì chắc chắn nó sẽ rất là nhiều về hơn. Thì đây là bài báo vào năm 2022. Rồi mình sẽ đánh giá ưu về nhược điểm của sàn này. Ưu điểm của sàn này là thứ nhất là hỗ trợ hơn 70 loại tiền điện tử, thứ hai là phí giao dịch thấp, thứ ba là cung cấp API, thứ tư là được hỗ trợ trên nhiều thiết bị như điện thoại di động, máy tính bảng bang hay là laptop hay máy tính bảng, thứ năm là tính bảo mật được xác thực hai yếu tố. Còn nhược điểm đến từ sàn thì không có quy trình xác minh, thứ hai là nhóm hỗ trợ khách hàng không hiệu quả. Thì cái không có quy trình xác minh thì cái này tí nữa mình sẽ nói sau. Rồi tiếp theo mình sẽ quay trở lại để mình hướng dẫn anh em phần thưởng đến từ sàn này. Tham gia về sự kiện AirDrop đến từ dự án sàn Tidex thì anh em sẽ nhận được là 200 token TDX với giá trị của nó là 20 đô la. Về hiện tại token TDX vẫn chưa khởi chạy nên nó chưa có giá trị trên sàn. Nhưng khi sàn này hứa hẹn cho anh em biết đó là khi dự án
nó khởi chạy đồng con của nó. Đây là đồng con này của riêng sàn này. Thì nó sẽ có với mức giá minus là mức giá khi lít sàn là 0.1 đô la. Để mình lót lại. Đây à. Khi nó khởi chạy về lít sàn với giá trị là 0.1 đô rồi, thì lúc mà nó bull lên nữa thì giá trị nó có khả năng là x2, x3 là chuyện bình thường. Và theo anh em cũng biết được là khi một xe mà nó để khởi chạy một đồng coin của riêng nó, thì nó sẽ có một sự kiện, nó là một sự kiện dành cho cộng đồng để phân phối và để cộng đồng biết đến đồng coin của nó trên xe này. Về số lượng người chiến thắng là dành cho tất cả mọi người tham gia và đủ điều kiện để nhận thưởng và đủ điều kiện. Về sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 5. Nên chỉ còn một tháng nữa là sự kiện này kết thúc. Nên anh em nào phải tranh thủ tham gia trước khi thực hiện sự kiện trong với trên này. Rồi, để tham gia rồi đây là nhiệm vụ mà anh em cần phải làm để tiến hành tham gia vào sự kiện này. Đầu tiên, anh em tiến hành đăng ký một tài khoản sàn bằng địa chỉ email của mình. Về link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả video. Thứ hai, anh em tiến hành KYC tài khoản sàn. Về việc KYC tài khoản sàn này cũng giống như sàn Binance, anh em cần phải là cần có một cái chứng minh nhân dân hay giấy phép lái xe của anh em. Sau đó nên tiến hành quét khuôn mặt, vậy là xong. Nhiệm vụ thứ ba anh em cần phải làm đó là anh em tiến hành nạp bất kỳ đồng coin nào. Về minh nạp tối thiểu của anh em là 20 đô. Nhưng cái hay của sự kiện này đó là anh em có thể rút đồng coin của anh em vừa nạp về lại ví, mà anh em không cần phải hold đồng coin đó trên xe này. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em cách thực hiện. Rồi đầu tiên anh em tiến hành đăng ký một tài khoản xe. Rồi để mình thoát khỏi đăng sức để anh em có thể đặt giờ gian. Rồi anh em tiến hành kết về link mình để dưới phần mô tả video. Rồi anh em tiến hành đăng ký ở tài khoản sàn này bằng địa chỉ email của mình. Rồi sau đó anh em tiến hành nhập mật khẩu, rồi chấp nhận điều khoản mà dự án yêu cầu. Thì rồi sau đó anh em tiến hành đăng ký. Và anh em có thể lựa chọn ngôn ngữ trên xe này. Hiện tại trên xe này để tích hợp được 8 ngôn ngữ mà các anh em có thể thay đổi. Như về mình sẽ chọn là tiếng Việt để anh em mình có thể dễ dàng. Rồi sau khi đăng ký xong, anh em tiến hành đăng nhập vào tài khoản xe của mình. Rồi anh em tiến hành xác thực. Tiếp theo anh em tiến hành KYC tài khoản. Anh em vào một hồ sơ. Rồi ở một xác minh sẽ có 5 mục mà anh em cần phải làm. Đó là thông tin của anh em. Thứ hai, địa chỉ thông tin là địa chỉ nhà hay chỗ ở mà anh em đang lưu trú. Thứ ba là tài liệu thông tin. Đây là phần để anh em có thể nhập mình cho mình thông tin về giấy phép lái xe hay là chứng minh nhân dân của anh em. Thứ ba là ảnh tự sướng hay là anh em có thể chụp và quét khuôn mặt của anh em để xem này xác nhận anh em có phải có gian lận hay không. Thứ năm là tình trạng xác minh. Cái một thứ năm này thì xe nó sẽ ở trong vòng từ 6 đến 8 tiếng nó sẽ xác minh thông tin của anh em. Rồi sau đó nó sẽ gửi một địa chỉ email đến với một mail đến tài khoản mail của anh em để đây ạ. Anh em có thể thấy nó để gửi cho mình là một cái mail về mail của mình. Đó là mình để xác minh thành công về nó để chấp nhận thông tin của mình. Để về anh em sau khi xác minh xong nên anh em mới được là deposit nha, là anh em mới nạp nha. Anh em phải lưu ý vấn đề đó ạ. Phải xác minh xong về xác thọ rồi anh em mới nạp token đến ví của xe này. Để làm gì? Để khi mà anh em chưa xác minh mà anh em nạp rồi mà khi vấn đề là gì đó nó xảy ra thì đội ngũ hỗ trợ khách hàng trên xe này nó sẽ không làm việc.
Rồi sau khi xác minh xong, anh em tiến hành nẹp mà lên nhiệm vụ thứ anh em tiến hành lên nhiệm vụ thứ ba là nẹp bất kỳ đồng coin nào về mình nẹp của nó là 20 đô. Rồi anh em click vào phần ví, tiếp theo là vào một cân bằng. Rồi anh em tiến hành nẹp bất kỳ đồng coin nào trên sàn này. Theo như lúc nãy mình đang làm thì mình đã nẹp là đồng USDT. Đây ạ. Anh em về một, anh em lựa chọn là USDT. Sau đó anh em về một gửi tiền. Rồi anh em tiến hành lựa chọn blockchain là phương thức thanh toán. Có ba nền tảng mà anh em cần phải thanh toán, nó là BEP20, TRC20 và ERC20. Mình khuyến khích anh em nên lựa chọn hai nền tảng nó là BEP20 và TRC20 vì phí giao dịch của nó rất là rẻ. Rồi anh em lựa chọn mình sẽ lựa chọn nền tảng mạng BEP20. Rồi sau đó anh em tiến hành copy địa chỉ ví của anh em trên sàn Tides để anh em có thể nạp vào. Sau đó anh em tiến hành vào địa chỉ ví MetaMask hay là về địa chỉ ví sàn Binance để anh em có thể gửi token đến ví này. Là anh em phải gửi USDT đến ví này. Về phương thức thanh toán của anh em là mạng Binance Smart Chain, anh em cần phải lựa kỹ. Về anh em cũng có thể thấy là mình để gửi 21.2 đô về để xác nhận đó là thành công. Rồi vậy là mình đã tạo ra một cái giao dịch trên sàn này đến từ về trong khi mình gửi từ sàn Binance đến sàn này chỉ mất tầm từ 1 đến 2 phút là sàn này để nhận, cho thấy độ giao dịch của nó rất xử lý rất là nhanh, anh em nên em có thể yên tâm. Rồi sau khi anh em tiến hành gửi xong, anh em tiến hành rút, anh em không cần phải cái mục hay nó là anh em có thể rút đồng token anh em vừa nạp về lại ví và không cần phải hold trên xe này. Rồi anh em tiến hành về một cái ví về sự cân bằng. Rồi anh em tiến hành lựa chọn đồng. Về lúc anh em nạp thì cái đồng chữ USDT của anh em nó sẽ hiển thị trên đầu top đồng coin để anh em có thể dễ dàng. Vì mình đã rút token thì giờ nó vẫn chưa hiện. Rồi anh em tiến hành lựa chọn đồng USDT. Rồi sau đó nó sẽ hiển thị là số lượng anh em hiện tại đang có. Rồi anh em tiến hành rút token. Rồi anh em tiến hành lựa chọn phương thức thanh toán. Đó là đồng phương thức thanh toán là BEP20. Rồi đây là thông tin địa chỉ ví của mình lúc nãy mình mới vừa rút. Rồi anh em tiến hành dán địa chỉ mà ví của anh em vào đây. Rồi số lượng anh em cần muốn rút, anh em sẽ theo như mình thì anh em phải lựa chọn tối đa đi vì độ an toàn cũng. Rồi anh em lựa chọn tối đa nhanh. Rồi phí giao dịch của xe này tôi nói là hơi chua, đã là lúc mình rút thì phí giao dịch của nó là khoảng USDT. Về tham gia sự kiện này mình đã mất khoảng tầm khoảng 3 đô cho mình tham gia sự kiện này, không có gì hết, cũng tôi nói là rẻ thì mình nhận được là 200 token từ đấy. Mà nếu mà về sau token này giá trị của nó rất là cao thì mình đã rất hơn rất là nhiều rồi. Rồi sau khi anh em lựa chọn là địa chỉ về số lượng USDT mà anh em cần một rút, rồi sau đó anh em tiến hành rút token về ví của anh em. Rồi về anh em có thể thấy là mình đã rút được là 10, sau khi trừ phí giao dịch là mình đã còn là 19.2 đồng USDT. Về mình đã rút thành công về ví sàn Binance của mình. Rồi cái một về cái mục thứ tư mà trên dự án này nó yêu cầu anh em đặt phải điền thông tin tài khoản Glim thì mình để liên hệ với người liên hệ với step của sàn này đấy.
Các bên hỗ trợ khách hàng thì họ bảo rằng anh em có thể không cần phải nhập thông tin này. Vậy mà anh em vẫn hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Rồi, cái phần thưởng cuối cùng mà sàn này tặng cho anh em trong khi làm sự kiện, trong quá trình diễn ra sự kiện này, đó là một sự kiện tiền rep. Sau khi hoàn thành thì anh em phải một hồ sơ. Rồi anh em về một airdrop new. Rồi sau khi hoàn thành anh em tiến hành về một airdrop new. Anh em tiến hành sell chip liên kết LM của mình. Anh em tiến hành mời bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện này để nhận thêm phần thưởng. Thì sự kiện này sẽ có hai phần thưởng để anh em có thể nhận được. Rồi anh em chờ đợi một tí ạ, để mình đang nhấn nút. Rồi sẽ có hai phần thưởng mà anh em nhận được trong quá trình tặng rep. Phần thưởng thứ nhất là mỗi rep anh em mơ được trực tiếp tham gia về sự kiện này, anh em sẽ nhận được là 70 token TDX, tương ứng với giá trị nó khoảng 7 đô. Đây là giá trị khi dự án list sale. Về rep của anh em đi mời bạn bè của họ thì anh em vẫn nhận được phần thưởng đến từ sàn là 30 token TDX cho mỗi rep của anh em đi mời bạn bè của họ. Rất là ok phải không anh em nào? Nên sự kiện này sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 5, nên anh em nhắc lại anh em phải tranh thủ thêm nhiều sớm để mình còn đi tiền rep và kiếm thêm khai thác tối đa đồng coin trên sàn này. Về sau thì đồng coin này nó giá trị khoảng 10 đô thì anh em sẽ hờ rất là nhiều để khoảng từ để được 100 lần nếu giá trị của nó 10 đô. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn anh em tham gia sự kiện airdrop đến từ dự án sàn Tides. Nếu như anh em có thắc mắc gì hay là vấn đề gì, anh em hãy comment ở video này, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em biết. Hoặc anh em có thể vào nhóm Telegram của mình, rồi anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình, rồi mình sẽ khi mình chỉnh chê tin nhắn thì mình sẽ thấy được anh em nhắn tin và mình sẽ trả lời những câu hỏi mà anh em đặt ra. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo với những dự án kiếm tiền tiềm năng.